Chào tất cả các anh em nha. Video này mình sẽ giới thiệu cho tất cả anh em tham gia một chương trình góp nhận 200 tóc cần có ký hiệu là SCF, là đây làm từ một cái giấy wallet nha các bạn. Thì một tóc cần SCF này khoảng 5 đô ạ. Rồi nhiệm vụ đầu tiên thì các bạn tham gia giải này mình biết phần link mô tả, các bạn mở link form ra. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn cho link group kênh trailer này các bạn. Tại Twitter thì không follow và tại quyết nha các bạn. Xuống đây tại Twitter các bạn chỉ tôi biết là thôi, rồi các bạn tải download cái ảnh này về nha các bạn. Bên này là ngày mấy ta? Ngày 10 tháng 1. Rồi các bạn xuống đây thì ngày mấy thì các bạn chọn vào nha các bạn. Ngày 10 tháng 1, ngày 10 này. Rồi các bạn đặt nha. Ngày 10 tháng 1 năm 2021 nha các bạn. Tiếp tục thì câu hỏi dưới đây thì em có đẩy trong link trong kênh Telegram các bạn gì khớp channel của mình. Rồi các bạn copy câu hỏi số 1 các bạn. Thì câu hỏi số 1 thì từ đây tới đây nha các bạn. Mình có chuẩn bị hết cho. Rồi các bạn sao chép nha các bạn. Rồi các bạn dán vào. Thời này mình cho bớt qua. Rồi tiếp tục thì câu số 2 thì có để phần link mô tả trong kênh Telegram, tiếp tục các bạn cũng copy các bạn. Câu số 2. Rồi thay dép các bạn. Rồi bạn bắt đắp lưng các bạn. Bạn bắt từ đây các bạn. Thì nói dự án thì các bạn chọn vào dự án để phi các bạn. Rồi tiếp tục các bạn điền lại username Telegram của tất cả các bạn nhé các bạn. Đó còn anh 1133 các bạn. Rồi tiếp tục các bạn điền lại username tại Twitter của tất cả các bạn nhé các bạn. Đó còn MMO của bạn. Tiếp tục thì một cái link request nha bạn. Cộng em thì tại vì thì các bạn tạo download cái ảnh hình chim. Rồi các bạn nhấp vào bạn nhập hồ sơ, bạn chỉnh sửa hồ sơ cái lấy hình đại diện của nó, các bạn rồi bấm hồ sơ. Rồi các bạn qua tài quyết thì trả lời nè các bạn. Rồi các bạn chia sẻ cái dòng này đất với dòng 2 của nó các bạn. Chấp liên kết nè các bạn. Rồi tiếp tục các bạn bắt đắp lên. Rồi các bạn bắt vào đây nha các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn điền địa chỉ email của tất cả các bạn nha các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn dùng địa chỉ IC20 bên dưới chocolate, mấy chocolate, các bạn copy địa chỉ IP của mình nha các bạn. Ồ, đồng tròn, giá đồng tròn tăng khá là cao đó. Rồi, các bạn sao chép địa chỉ IP nha các bạn. Bấm mắt từ đây nha các bạn. Rồi, cái mục email bên đây thì các bạn điền cho mình là ảnh Nhân Quỳnh 5191 cộng những cơm của đấy với phần link mô tả nha các bạn. Rồi bạn bấm Z này bạn. Z này bạn. Đây các bạn giới thiệu là cái email, địa chỉ email của mình nha các bạn. Rồi các bạn nhấp vào mục này nha các bạn.
Rồi bạn gì cũng gỡ là xong rồi bạn, vậy video mình gỡ mình đến đây cũng kết thúc, mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.